Đây là những gương mặt cuốn con trôi hàng rào trốn đi chơi. Ngồi ghế chưa? Ghế 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 chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Còn đây là thanh niên à, cuốn con định sen. Người đen. Và đây là thanh niên cuốn phèn à, thích leo trèo. Và đây là thanh niên ở à, cuốn con trượt bẹt mẹ. A few moments later. Còn đây là thanh niên cún con ê, chờ thời cơ hi hi. Còn đây là em phá hoại. Còn đây là em cún con đáng thương ảo, bị bỏ rơi nhưng đã có người chăm sóc. Video đến đây là hết. Nếu thấy hay cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhà các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.